Tập 6. Bà Xính Đình. Bà Xính Đình. Bà Xính Đình. Cô lừa ta. Cô lừa ta. Cô lừa ta. Bệ hạ, Y Dương gửi một lá thư tay đến. Trình lên đây. Túc lấy tấm lòng kiên quyết, muốn được cùng lập minh ước với bệ hạ Đại Tấn. Không nghĩ tới bệ hạ bội tính bội nghĩa, Túc thật không thể nhịn, kính khuyên bệ hạ giao ra bà Xính Đình như lời hẹn ước. Nếu như không giao, Đại Yên sẽ không tiếc tất cả, hủy bỏ minh ước, Yên Tấn toàn lực chiến đấu, không chết không ngừng với Tấn. Miệng hùm gan sứa, có bản lĩnh nghênh chiến với quả nhân thì còn bàn đến giao dịch gì với quả nhân. Đã có tung tích của Trấn Bắc Dương chưa? Vậy cậu không mau đi tìm? Dân, đợi đã. Ngươi hành động cẩn thận, tự đi tìm kiếm là được. Tin tức Trấn Bắc Dương mất tích tuyệt đối không được truyền đến trong quân. Mạc tướng hiểu rõ. Bệ hạ, Y Dương muốn tìm bà Xính Đình, lẽ nào bà Xính Đình vẫn chưa chết? Bà Xính Đình tất nhiên không thể chết được rồi. Y Dương lấy 15 mỏ khoáng đồng để đổi lấy mạng của cô ta. Món giao dịch này quả nhân không thể từ chối, cũng không được từ chối. Thần thiếp không hiểu, bà Xính Đình này chẳng qua chỉ là một thị nữ, y như tại sao có thể bỏ ra cái giá cao như vậy chỉ để đổi lấy một mình cô ta? Nếu như là ham muốn sắc đẹp của cô ta, lúc đầu trước khi tiêu diệt Kính An Dương phủ, hắn ta tự có cả chục ngàn lý do có thể thu nạp cô ta vào hậu cung. Trừ phi phía sau bà Xính Đình này còn có bí mật gì khác, mà bí mật này vượt xa giá trị của 15 mỏ khoáng đồng. Lời của quý phi rất đúng, có lẽ có người sẽ biết được sự thật. Nói hay không nói, đừng có mà mơ. Đánh tiếp. Bệ hạ giá đáo. Bái kiến bệ hạ. Thẩm vấn thế nào rồi?
tạm thời vẫn chưa có kết quả gì. Cái gì? Bệ hạ, tên tiểu tử này thật sự quá cứng miệng. Tiểu nhân dùng vô số biện pháp nhưng vẫn chưa cậy được cái miệng của tên tiểu tử này ra. Thả cậu ta đi. Việc này, thả ra đi. Dân. Quả nhân đâu có ăn thịt ngươi, cần gì phải phòng bị như vậy? Nghiêm hình tra hỏi mà không nôn ra một từ, xương cốt trên người ngươi cũng cứng rắn lắm. Quả nhân trước nay luôn kính trọng người trung thành, ta bằng lòng làm bạn với ngươi. Bạn? Kẻ địch của kẻ địch có thể làm bạn? Ngươi chưa từng nghe nói đến sao? Kẻ địch của quả nhân tất nhiên là Yên Dương. Yên Dương cũng là kẻ địch của các ngươi. Vì vậy chúng ta vốn nên là bạn mới đúng. Ta nhổ vào. Quả của Kính An Dương phủ cũng có một phần của ngươi nhúng vào. Ngươi cũng là kẻ địch của Kính An Dương phủ. Ngươi không coi quả nhân là bạn, vậy còn Bạch cô nương thì sao? Chắc chắn là bạn của ngươi rồi đúng không? Bạch tỷ tỷ, ngươi đã làm gì tỷ ấy rồi? Giữ lấy hắn. Tiểu hậu sinh, xem ra ngươi rất quan tâm xính định tỷ tỷ của ngươi. Hôm qua cô ta bị Trấn Bắc Dương mang đi, giờ đang ở trong lãnh thổ của đại tấn ta. Các ngươi suốt cuộc là muốn thế nào? Ta không cho phép các ngươi động đến tỷ ấy. Thả ta ra. Tổn thương cô ta sao? Bây giờ cô ta đang bị trọng thương, chỉ còn một hơi thở thôi thớt, còn cần đến ta làm tổn thương cô ta sao? Ngươi nói cái gì? Bà tỷ 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 ấy, ngươi. Thả ra. Thả ta ra. Bạch Xính Đình là một nhân tài, chỉ đáng tiếc mệnh không sống thọ. Cô ta sống hay chết không liên quan tới quả nhân. Quả nhân thực sự không nghĩ ra lý do gì mà phải bỏ tâm tư ra để cứu lấy mạng cô ta. Người số cuộc là muốn thế nào? Rất đơn giản. Nói ta biết. Tại sao Yên Dương cứ phải giữ lấy mạng sống của cô ta? Có lẽ ta sẽ cứu các ngươi. Được. Nếu người đã không chịu nói, vậy thì đừng trách quả nhân không khách sáo. Người đâu? Có. Giết chết Bạch Xính Đình cho ta. Dân, ta nói. Ta nói. Ta nói. Các người đừng giết tỷ ấy. Bây giờ chịu nói ra rồi sao? Vậy thì nói quả nhân xem. Là gì? Là gì binh thư? Binh thư. Bà tỷ tỷ có một cuốn binh thư gia truyền, được tỷ ấy ghi nhớ trong đầu. Nghe nói người có được binh thư sẽ có được thiên hạ. Chẳng trách con nha đầu đó lại đáng tiền như vậy. Chứ cái tên ngu dốt Mộ Dung Túc kia vĩnh viễn cũng không có được thiên hạ. Bởi vì thiên hạ nhất định là của quả nhân. Không đúng. Ngươi lừa ta. Ngươi cũng muốn tính kế Bạch tỷ tỷ. Tư Bá Hoàng ngươi. Bây giờ thì chặn cái miệng của hắn lại. Đừng để cho hắn nói chuyện nữa. Tư Bá Hoàng, ta giết chết ngươi. Tư Bá Hoàng, ta giết chết ngươi. Đừng làm hại Bạch tỷ tỷ. Tư Bá Hoàng. Dán cái gì vậy chứ? Dán cái gì? Đông trước người nước Yên dòm ngó tình hình nước ta, thăm dò việc quân nước ta để mật tấu, làm văn tế cho nước Yên. Văn tế đáng chết, thật là đáng hận. Giết chết hắn, chúng ta sẽ không còn thảm như vậy nữa. Thiên đao vạn quả cũng sẽ không chết. Bao nhiêu binh lính đã chết đều tại bọn chúng. Trẻ trung thì có tác dụng gì? Sao lại bị đánh thành ra như vậy? Giết hắn đi, hắn chính là tên văn tế nước Yên. Giết hắn đi. Hắn là tên văn tế nước Yên bị bắt vào 2 hôm trước. Giết chết hắn. Làm văn tế không có kết cục tốt đẹp đâu. Giết chết hắn đi. Hắn đã hại chết biết bao nhiêu người.
Thiên Đao Vạn Quả bắt buộc phải giết hắn. Giết hắn. Giang Tế giết chết hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đông trước, tỉnh lại đi. Bạch tỷ tỷ, ta khuyên cô đừng thả sợi dây thừng này ra, sợ bắt tiệp. Từ khi nào mà cô làm việc bốc đồng như vậy? Cứu lấy bọn ta. Cứu thế nào? Đây là thiên la địa võng, mỗi một sợi tơ đều nối với một chiếc chuông. Chỉ cần sợi động sẽ lan toàn bộ. Một khi tiếng chuông vang lên, 300 cấm vệ quân sẽ huy động toàn bộ xông ra. Hai người các ngươi khó mà toàn thây rút lui. Tại sao lừa ta bỏ đi một mình? Lời hôm qua chúng ta đã nói, chớp mắt cô đã quên rồi sao? Ngài thật sự không có cách nào khác sao? Ta cho cô thêm một cơ hội. Đi cùng với ta. Ta không đi cùng với ngài đâu. Ta tuyệt đối không bỏ lại đông trước, mặc kệ không lo. Ta thà rằng chết cũng sẽ không đi cùng với ngài đâu. Hôm qua hoặc là trước đây, tất cả những hảo cảm mà ngài tưởng là ta có với ngài, những điều đó đều là ngài tự mình đa tình thôi. Mau đưa cậu ta đi đi. Mau, chúng ta đi. Có người cướp tù nhân. Bao dây lại cho ta. Lên ngựa đi. Sợ bắt tiệp, bọn ta đi rồi ngài phải làm sao? Trong vòng nửa canh giờ cửa thành sẽ mở. Ta chỉ cần cô sống sót. Lên. Đi mau. Mau đóng cửa, ngăn cô ta lại. Để biết thiếu gia ở đâu đúng không? Để tìm ngài ấy đi. Con ngựa này để lại cho tỷ. Tỷ phải quay lại. Tỷ tỷ, tỷ điên rồi. Chúng ta vừa mới thoát ra khỏi đó, giờ tỷ quay lại làm gì? Người mà Tư Mã Hoàng muốn bắt là tỷ. Lấy một mạng của tỷ có thể đổi lấy được mạng của đệ. Chuyện này không liên quan gì tới sợ bắt tiệp. Không để cho ngài ấy chịu chết oan uổng. Sợ bắt tiệp, hắn là trắng bức dương của nước Tấn. Tư Mã Hoàng làm sao có thể giết chết hắn được? Tỷ tỷ, cho dù giết chết hắn ta, vậy thì không phải vừa hay đã báo thù được cho Kính An Dương phủ chúng ta sao? Khi quân phản quốc là tội chết, thì không thể đứng nhìn sợ bắt tiệp chết được. Lần này là ngài ấy cứu chúng ta. Món nợ Kính An Dương phủ sẽ có lúc thanh toán sạch sẽ, không cần phải nhờ vào tay kẻ khác. Bà tỷ tỷ. Tỷ
Không ngờ là Trấn Bắc Dương lại có thể làm ra chuyện như vậy. Có gì mà không ngờ. Trấn Bắc Dương đã bị con yêu nữ mê hoặc, đánh mất tâm trí. Nghe nói hôm đó còn muốn đi cướp pháp trường. Cướp pháp trường? Gan to tày trời. Bệ hạ giá đáo. Hoàng dạng tuế, dạng tuế, dạng tuế. Chúng thanh bình thân. Tạ bệ hạ. Đang nói chuyện gì mà náo nhiệt như vậy? Bệ hạ, nghe nói Trấn Bắc Dương tiếp tay cho kẻ địch, giúp đỡ khâm phạm đào thoát. Thần vừa nghe chuyện đó, thật lòng thấy bất an. Tin tức từ đâu mà ra? Hồi bẩm bệ hạ, gần như đồng thời được truyền ra từ trong ba quân. Thần không rõ chân tướng, vì để đề phòng hậu hoạn nên đã hạ lệnh cấm chỉ đồn đại và bắt giữ những kẻ đồn đại. Chỉ có điều những đồn đại này tai nghe miệng truyền ra, những người nghe được rất nhiều. Suốt cuộc khơi mào từ đâu ra thì vẫn chưa có manh mối. Ngoài ra, Trấn Bắc Dương đã lâu không lộ mặt ở trong quân. Các tướng sĩ trong lòng hoảng loạn, đều cho rằng lời đồn là sự thật. Bệ hạ, lão thần không tin Trấn Bắc Dương sẽ làm ra loại chuyện ngỗ nghịch như vậy. Chỉ là nhiều cái miệng có thể nấu chảy cả vàng. Nếu Trấn Bắc Dương còn không lộ mặt, thần lo là Trấn Bắc Dương bị nhiễm bệnh đầu mùa, không thể ra gió, không thể ra khỏi cửa. Giờ đây trong quân vừa rồi bị tin đồn quấy nhiễu, xem ra là có người biết được tin tức này, cố ý truyền ra lời đồn, mưu đồ nhiễu loạn quân tâm. Đậu mùa. Quá ra là như vậy. Bệ hạ, nếu Trấn Bắc Dương đã không thể ra mặt thanh minh, vậy thì lời đồn này phải xử lý thế nào? Nếu bất cứ ai truyền ra lời đồn, giết. Trong vòng 3 ngày, bắt buộc phải triệt để xóa sạch những tin đồn này. Nếu có bất cứ nhánh quân nào xảy ra vấn đề, thì tướng lĩnh đứng đầu mang đầu đến bái kiến. Bệ hạ anh minh. Lùi hết xuống đi. Dân. Bệ hạ, ngươi vẫn còn mặt mũi gọi quả nhân? Đường đường là Trấn Bắc Dương của Đại Tấn, là vì một nữ nhân bị coi thành tên giặc cướp ngục, bắt vào đại lao. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi của quả nhân ở đâu? Quy nghi của Đại Tấn ta ở đâu? Trước đây người trên thiên hạ tôn đệ là chiến thần, đệ là đại anh hùng ở trong lòng bách tính. Nhưng hôm nay thì sao? Lại trở thành một kẻ phẫn muội, người người nguyền rủa, làm trò cười cho thiên hạ. Đó vốn dĩ là cái bẫy bệ hạ thiết kế ra. Thần không muốn nàng ấy bị bắt, chỉ đành tự mình nhảy vào đó thôi. Hỗn xược. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi.
Một nữ nhân có tư sắc như vậy, đệ muốn bao nhiêu ta có thể cho đệ bấy nhiêu. Cuộc đời này của thần chỉ yêu một nữ nhân. Vì cô ấy, thần không ngại, không ngại bị người trong thiên hạ chê cười. Để bị con quỷ nào nhập vào vậy? Thần chống lại bệ hạ, tội đáng muôn chết, xin bệ hạ giáng tội. Để làm quả nhân quá thất vọng. Giáng tội. Để muốn quả nhân giáng cho tội gì? Quần thần đều nói đệ thông đồng với kẻ địch. Muốn trị tội thì tội của đệ chính là đại tội mưu nghịch. Đến lúc đó sợ bắt tiệp đệ sẽ bị ngũ mã phanh thây. Tội là thần phạm phải, thần tự mình gánh giác. Cho dù là ngũ mã phanh thây cũng không oán không hận. Đệ tưởng là đệ muốn chết thì có thể chết được sao? Cái thân xác thối này của đệ bây giờ hiển nhiên đã sớm không còn của đệ nữa rồi. Mỗi một giọt máu của đệ đều để bảo vệ cho giang sơn đại tấn ta chảy ở trên chiến trường. Đệ còn mặt mũi cậu chết ở trước mặt quả nhân ở cái nơi này sao? Lời nói trứng Bắc Dương cấu kết với địch đã lan truyền khắp nơi. Kế sách duy nhất bây giờ là chỉ mau chóng tìm ra Bạch Xính Đình để giết chết cô ta trước mặt mọi người thì mới dẹp yên được lời đồn đại mắt thấy tai nghe. Xin bệ hạ tha cho cô ấy. Thần có thể vì bệ hạ công thành lược địa, có thể chết nơi xa trường vì đại tấn, nhưng mà thần tuyệt đối sẽ không vì hư danh mà hại đi tính mạng của cô ấy đâu. Để không nghe hiểu ta đang nói gì sao? Mỗi một câu ta lãng phí nói ở đây đều có thể vì giữ được cái tính mạng cho đệ đấy. Thần sẽ không giết chết cô ấy đâu. Thần sẽ không giết cô ấy. Xin bệ hạ tha cho cô ấy. Ta tha cho cô ấy. Phía sau cô ta là Tiểu Kính An Dương Hà Hiệp. Hắn có thể tha cho đệ không? Chuyện đệ cứu khâm phạm, quả nhân vốn đã phong tỏa tin tức, nhưng lời đồn trước mắt đã lan rồi. Để cảm thấy ai lại là người có thể thần thông quảng đại như vậy, dám giở trò quỷ ở phía sau. Để bị thương nặng như vậy, vốn không nên ở trong nơi tối tăm ẩm ướt. Hồi cung với quả nhân, tìm một thái y thăm khám cẩn thận cho đệ. Tốt nhất đệ nên cầu nguyện đi. Trong vòng 3 ngày bắt buộc phải tìm cho ra Bạch Xính Đình. Nếu không, ai cũng không giúp được đệ đâu. Đệ tự mình đi giải thích với mọi người đi. Người đâu? Có. Dẫn hắn đi. Dân. Bệ hạ, bệ hạ bớt giận. Bệ hạ, bệ hạ chú ý long thể. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Mau, bệ hạ, lên phía trước hầu hạ đi. Có phải Trấn Bắc Dương lại khiến bệ hạ tức giận rồi không? Đệ ấy tuổi trẻ khí thịnh, bị cô yêu nữ kia mê hoặc, có lẽ cũng là lần đầu động lòng. Bệ hạ nhẫn nại thêm chút nữa, để khi cô yêu nữ kia chết rồi thì đệ ấy sẽ không tưởng nhớ nữa, tất cả sẽ tốt lên thôi.
Vì quả nhân tức giận là bản thân thực sự không dám giết hắn. Quả nhân lo lắng, nếu như đại tấn không có hắn thì giống như thuyền lớn không có bánh lái, phòng lớn không có lương thực. Quả nhân tức giận, bản thân bao nhiêu năm nay vậy mà lại không chuẩn bị đường lùi, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho hắn, lại đem sự an nguy của đại tấn ta buộc lên người một mình hắn. Bệ hạ bớt giận. Nàng có còn nhớ lời dặn của Thái hậu lúc lâm chung không? Kẻ ăn xin đồ ăn để sống sót là cho quan, có thể trong nhà hộ diện cho ta. Kẻ theo đuổi đồ ăn để sống sót là sói quan, nên thả ra biên cương để chinh chiến cho ta. Chó không nghe lời có thể đánh, sói không nghe lời có thể giết. Sở Bắc Tiệp là sói. Bệ hạ nghĩ kỹ, Trương Bắc Dương từ nhỏ vào cung, 14 tuổi ra chiến trường một trận thành danh, cúc cung tận tụy vì đại tấn ta, cử sinh cử tử đã qua lại nhiều lần, chiến công lập được vô số, lòng trung thành nguyệt nhật chứng giám, đủ rồi. Dương hậu cũng già rồi sao? Nói đi nói lại những lời toàn vô vị cũ xích. Chuyện này trong lòng quả nhân tự có tính toán, nếu không cũng sẽ không nhịn hắn đến tận ngày hôm nay. Nàng đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Bệ hạ có phải muốn đi phương tẩm điện? Quả nhân là thiên tử, muốn đi đâu cần phải bẩm báo với nàng mọi lúc sao? Thời bẩm Dương gia, Mạc Tứ phái binh theo dặn dò của Tiểu Dương gia, đem chuyện Sở Bắc Tiệp thông đồng với địch truyền đi hết trong quân tấn. Quy nghiêm của Sở Bắc Tiệp trong quân tấn đã mất sạch, mạng không còn dài. Tốt, rất tốt. Sở Bắc Tiệp vậy mà lại nhất kiến chung tình với Bạch Sính Đình. Hồng Nhan đúng là họa thủy. Cục diện này Tư Mã Hoàng chắc là tuyệt đối không thể nghĩ ra đâu. Thiếu gia, vậy hắn có làm gì bất lợi với Sính Đình tỷ tỷ không? Sính Đình trước đây vô cùng thông minh, loại cục diện này muội ấy sẽ ứng phó dễ dàng. Nhưng mã của ta khi nào đến đủ? Mạc tướng đã phái tất cả binh mã đến tụ họp với Dương gia. Dương gia xin đừng sốt ruột, chúng ta lựa chọn lại binh mã, lập kế hoạch mới. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Sính Đình, chuyện này ta tin tưởng muội có thể làm ổn thỏa. Âm thanh gì vậy? Đây là binh mã đến hội hợp với Tiểu Dương gia. Nhanh vậy sao? Tại sao ngươi cũng phản bội ta? Loạn thần tặc tử phải bị trừng phạt. Ừ.
Thiếu gia lên ngựa. Đuổi theo. Dân bệ hạ giá đáo. Thần thiếp cung nghênh bệ hạ. Bệ hạ vạn an. Đứng lên hết đi. Bệ hạ, bệ hạ nhất định lao lực chính sự, vậy nên mới mệt mỏi như vậy. Hà Hương, mau lấy kim đan. Dân, để thiếp xoa bóp cho bệ hạ. Nương nương, kim đan đến rồi. Bệ hạ, kim đan này đúng là hiệu quả kỳ diệu. Quả nhân uống vào đầu đã không còn đau như vậy nữa. Chỉ là cảm thấy người từ trên xuống dưới thần thanh khí sảng. Đúng thật là bảo bối của tiên gia. Chỉ đáng tiếc có 10 viên thôi. Quả nhân lại cảm thấy càng ngày càng không nỡ uống nữa. Bệ hạ nói đùa rồi. Thiên hạ đều là của bệ hạ, còn có gì mà không nỡ. Gia phụ biết bệ hạ dùng kim đan có hiệu quả, đã đặc biệt lệnh cho Ngô chân nhân triệu tập 10 vị tiên hữu luyện chế tiên đan cho bệ hạ, công lực gấp đôi, hiệu quả tất nhiên cũng là gấp đôi. Bệ hạ không cần phải lo lắng, có ngày dùng hết kim đan, cứ việc uống. Như vậy thì tốt. Để cho thượng thư đại nhân phải vất vả rồi. Thần thiếp và gia phụ một lòng hầu hạ bệ hạ. Sức khỏe của bệ hạ an khang chính là phúc phận của thần thiếp. Vẫn là quý phi hiểu được lòng người, hiểu được tâm ý của quả nhân. Dư tổng quản, có chuyện gì? Đi đi. Dân, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cung có một nữ tử cầu kiến, tự xưng là Bạch Xính Đình. Bạch Xính Đình sao? Đã kiểm tra qua không hề mang theo vũ khí. Mở ra đi. Dân, vào đây đi. Bệ hạ, người đã dẫn tới rồi. Dân nữ Bạch Xính Đình tham kiến bệ hạ. Quả nhiên là ngươi. Ngươi vốn nên là người đã chết. Trời cao chiếu cố cho ngươi, giúp ngươi thoát được một kiếp. Ngươi vốn nên bỏ trốn mà đi, sao lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt quả nhân? Ngươi không hề là người lỗ mãng. Giờ đây ngươi tự chui đầu vào sọ. Ngươi lại muốn giở âm mưu quỷ kế gì? Xính Đình không hề có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Ta đến trả nợ.
Trả nợ cho ai? Trương Bắc Dương, Sử Bắc Tiệp. Ngươi hại đế còn chưa đủ khổ sao? Đế sắp phải chết rồi. Nghe nói Trương Bắc Dương bị Du Quan thông đồng với địch, sinh định muốn cứu ngài ấy. Vậy quả nhân muốn nghe xem ngươi định cứu hắn như thế nào. Để Trấn Bắc Dương giết chết dân nữ ở trước mặt dân chúng, chứng minh trong sạch. Như vậy thì không có ai du quan cho ngài ấy nữa. Quý phi, nàng đã nghe thấy chưa? Nữ tử này đúng là có chút thú vị, rất hợp khẩu vị của quả nhân. Một người thông minh lanh lợi giống như Bạch cô nương đây, tất nhiên là khiến cho người ta yêu thích. Nếu không làm sao có thể mê hoặc được Trấn Bắc Dương thần hồn điên đảo. Nếu dù quả nhân không cho ngươi cơ hội này thì sao? Dân nữ hôm nay đến tìm chết, bệ hạ không phải cũng thả lỏng được một hơi sao? Thánh nhân không trị dân mà cứu, người biết chuyện chắc chắn không bỏ qua pháp luật mà trị tội. Tội mà Trấn Bắc Dương phạm phải là tội chết thông đồng với địch, bệ hạ không thể không giết. Nhưng là chỉ vì một nữ tử vô danh của quân địch, bệ hạ lại tự tổn hại đại tướng như cánh tay của mình. Bệ hạ không phải cũng đang phiền não sao? Hiện nay đại tấn thịnh thế, nhưng mất đi Trấn Bắc Dương, bệ hạ cũng sẽ rơi vào bước đường không có tướng để dùng. Bệ hạ trước nay quen là người cầm dao, chắc là không muốn như cá nằm trên thớt đâu, có phải không? Vì vậy cơ hội này bệ hạ sẽ không thể không cho. Đúng là bị ngươi nắm được dương bài của quả nhân rồi. Dân nữ không dám. Quả nhân nghe nói ngươi đọc thuộc binh thư, bày mưu lập kế. Nếu như ngươi có thể hướng dân binh thư lên, có lẽ có thể cho ngươi cơ hội trả nợ này, cứu Sở Bắc Tiệp một mạng. Quả nhân cũng biết binh thư quý giá, nếu không Y Dư cũng sẽ không lấy 15 mỏ khoáng đồng để đổi lấy một mạng của ngươi. Quả nhân không ép ngươi, đồng ý. Chỉ là binh thư ở trong đầu Sính Đình vẫn cần phải tỉ mỉ viết ra. Khẩn cầu bệ hạ hãy thả Trấn Bắc Dương ra trước. Bạch cô nương khi nào viết xong được binh thư, lúc đó quả nhân sẽ thả người. Thần thiếp nguyện phân ưu thay hoàng thượng, giám sát Bạch Sính Đình viết xong binh thư. Vậy quý phi đã xin lệnh thì quả nhân đâu có lý nào không cho. Vậy quả nhân giao lại Bạch cô nương cho nàng. Quả nhân mỏi mắt mong chờ. Dân. Cung tiễn bệ hạ. Khuôn mặt này nhìn thì chẳng qua cũng chỉ là thanh tú, như đôi mắt này lại long lanh rực lửa, đúng là mắt của hồ ly. Tiện nhân to gan, ngươi có biết quản cung là ai không? Nghe nói đại tấn tướng Dương Tiêu Phòng chuyên sủng chiêu một người là Dương Hậu nương nương. Bao nhiêu năm rồi cũng chỉ là nạp một vị quý phi mang tính biểu tượng. Xem tuổi tác của nương nương nhìn không giống như Dương Hậu, e là chính là vị quý phi nương nương mệnh không được tốt kia. To gan. Hà Hương,
Thật đúng là tự cho mình thông minh. Mệnh tốt hay không, không phải là do miệng của kẻ ngoài nói ra, mà là do ngươi tự mình nhìn thấy. Dương hậu, thật không hiểu đàn ông. Từ trước đến nay đều chỉ là nghe người mới cười, ai xót người cũ khóc. Một đời chỉ yêu một người nữ nhân, đây là vở kịch mà đàn ông diễn cho người khác xem mà thôi. Nương nương nhìn xa trông rộng, chắc là đã chuẩn bị xong cái ngày mình tuổi già sắc phai, người mới thành người cũ từ lâu rồi. Bà Xính Đình, ta cũng không sẵn ở đây phí nước bọt với ngươi. Bệ hạ nó đã giao ngươi lại cho ta, ta tất nhiên sẽ không lười biếng. Hà Hương, có.